bằng những giải pháp đa dạng hiệu quả, trong thời gian qua, công tác giảm nghèo của huyện Sơn Dương đã thu được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,7%, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 25% năm 2016 xuống 6% năm 2020. Tam Đa là xã khó khăn của huyện Sơn Dương. Hầu hết dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế hạn chế, nên công tác giảm nghèo luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng bộ chính quyền xã. Xác định, muốn giảm được nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, không có cách nào khác là phát triển kinh tế, giúp người dân có việc làm, có thu nhập mới thoát được nghèo một cách bền vững. Tận dụng quỹ đất của gia đình cũng như mượn lại của một số hộ trong thôn, gia đình chị Nguyễn Thị Hảo ở thôn Vi Lăng đã tập trung trồng cỏ để phát triển chăn nuôi bò. Là hộ nghèo, gia đình chị Hảo được hỗ trợ vay 35 triệu đồng để phát triển sản xuất. Gia đình chị đã đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Sau nhiều năm cố gắng, đến nay gia đình chị Hảo đã thoát nghèo và đang vươn lên thành hộ khá trong thôn. Trước đây gia đình tôi là hộ nghèo, được hỗ trợ thôi. Nguồn vốn gia đình tôi lựa chọn phát triển bò sinh sản, đến nay đã thoát nghèo. Ngôi nhà này là niềm ao ước của gia đình anh Đỗ Văn Viên ở thôn Đông Viên. Là hộ nghèo, được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Viên đã tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh tập trung phát triển chăn nuôi, kết hợp trồng rừng. Nhờ vậy đời sống của gia đình anh Viên nâng lên rất nhiều. Gia đình anh đã thoát nghèo và làm được ngôi nhà khang trang. Nhờ Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho là vay vốn, là được vay, tôi được vay 50 triệu, lãi suất là 0,65. Thì tôi là cố gắng chăn nuôi con trâu, xong rồi trồng thêm tí rừng và chăn nuôi thêm con gà, thêm thu nhập là ngắn ngày. Trong 3 năm thì tôi đã xây được một căn nhà diện tích là 100 m². Tạo điều kiện thuận lợi về cây con giống, về khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất. Các tổ chức hội đoàn thể đứng ra tín chấp với các ngân hàng, tạo điều kiện giúp hàng trăm lượt hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để tập trung để giảm nghèo, tập trung vào các nguồn để phát triển kinh tế tại địa phương, thu hút những cái nguồn vốn tạo việc làm cho các hộ nghèo, vay vốn để sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế. Thì trước mắt xã thì có cái lực lượng là cán bộ khuyến nông từ xã đến thôn, thì chúng tôi cũng tập trung hướng dẫn bà con nhân dân và các nhất là những các hộ nghèo về các cái kỹ thuật để chăn nuôi, về trồng cây, về thả cá. Đây là cũng là một cái động lực để là phát triển kinh tế tại địa phương, mà thực hiện cái công tác để xóa đói giảm nghèo, nó cũng là nâng cao cái đời sống của nhân dân tại địa phương. Còn đối với xã Phú Lương thì việc xây dựng các mô hình cũng như triển khai các chương trình dự án sản xuất đang được xã tích cực thực hiện. Thông qua những mô hình này để người dân trong xã đến tham quan học tập kinh nghiệm, áp dụng tại gia đình mình. Với quy mô chăn nuôi trên 3.000 con gà thịt, mỗi năm cũng mang lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình anh Trần Văn Trung ở thôn Lãng Nhiêu. Để đàn gà phát triển, ít dịch bệnh, trong quá trình chăn nuôi, anh Trung luôn chú trọng đến khâu vệ sinh chuồng trại, thức ăn và phòng trừ dịch bệnh cho đàn gà. Nhờ thế đàn gà của gia đình anh luôn phát triển tốt. Ban đầu thì mình cũng nuôi vừa phải để học hỏi kinh nghiệm dần dần. Thì bây giờ đã có, nếu hai chuồng thì hai chuồng nó 3.000 con. Đấy. Kinh nghiệm thì bây giờ cũng nói tóm lại thì cũng khá khá. Nuôi gà thì nói chung là cũng tạm ổn. Tạm ổn về vấn đề
kinh tế cho gia đình. Trong thời gian tiếp theo thì gia đình nhà tôi thì muốn tăng thêm sản lượng nuôi gà. Con gà thì mình muốn là mở rộng thêm ở phần khu này nữa. Công tác giảm nghèo của xã Phú Lương trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã tích cực tuyên truyền để cán bộ, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ và đúng về cơ chế chính sách giảm nghèo. Từ đó giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý chí quyết tâm tự lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Gia đình anh Trần Xuân Tập là hộ gia đình tiêu biểu trong công tác giảm nghèo của xã Phú Lương. Trước đây do thiếu nguồn vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ của nhà nước về nguồn vốn vay cộng với ý chí nghị lực vươn lên thoát nghèo, anh Tập đã đầu tư vào phát triển chăn nuôi trâu bò và chăn nuôi lợn. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên đàn vật nuôi của gia đình anh phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Năm 2017, gia đình anh Tập đã xung phong xin ra khỏi diện hộ nghèo của xã. Không chỉ thoát nghèo cho gia đình, anh Tập cũng tuyên truyền cho người dân trong thôn không nên trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Gia đình chúng tôi thì một hướng là vợ thì làm công ty, còn chồng ở nhà chăn nuôi. Trong năm 2017-2018 mà chúng tôi đã thoát nghèo. Hiện nay thì cũng tập trung phát triển kinh tế theo mô hình là cứ chăn nuôi thôi, chăn nuôi theo hướng bền vững. Rà soát, phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để đề ra giải pháp giúp đỡ hiệu quả. Trong đó, ưu tiên người nghèo thuộc gia đình chính sách, người nghèo là dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc các thôn 135, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao để tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, cận nghèo để phát triển sản xuất chăn nuôi, đi xuất khẩu lao động thông qua các tổ chức đoàn thể được ủy thác. Vận động người dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, phát huy tiềm năng thế mạnh từng địa bàn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, nhất là thay đổi tập quán sản xuất truyền thống lạc hậu của người dân. Chính sách của hộ nghèo thì Ủy ban xã là thực hiện đúng theo với những cái chính sách mà người ta được thụ hưởng. Ví dụ như là bảo hiểm y tế này, các hỗ trợ vay vốn như là làm nhà theo quyết định 33 này, hỗ trợ gạo cho những cái hộ nghèo mà khó khăn trong dịp Tết. Những hoạt động này thì đã góp phần thúc đẩy cho những cái hộ nghèo là cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Sơn Dương là 25%. Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%. Để đạt được kết quả này, huyện Sơn Dương đã triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Kịp thời ban hành cấp văn bản kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Trong đó, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm nghèo cho người dân, đồng thời triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, của huyện đối với hộ nghèo một cách linh hoạt, phù hợp, giúp hộ nghèo vươn lên. Trong sản xuất, huyện đã nhân rộng các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ con giống, cây giống cho trên 15.000 hộ vay vốn với số tiền trên 500 tỷ đồng, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các dự án trồng trọt chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp người nghèo tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã giao cho cán bộ chuyên môn cùng với ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đã xây dựng cái kế hoạch về giảm nghèo và phân loại đối với các cái đối tượng hộ nghèo, những cái đối tượng mà không có khả năng lao động, ví dụ như là tàn tật, như người già, thì chúng tôi sẽ thực hiện triển khai các cái chương trình để mà hỗ trợ theo cái mức tiếp cận, ví dụ như là về thông tin hoặc là một số các cái hỗ trợ để mà giúp cho các cái hộ là cải thiện cái cuộc sống.
Còn những cái hộ mà có khả năng thoát nghèo thì chúng tôi cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức đoàn thể là phân công các cái thành viên để xuống cùng với thôn và đến tận từng hộ để mà có những cái giải pháp cụ thể để giúp đỡ cho các cái hộ để có cái phương hướng để thoát nghèo. Chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới thì có tiếp tục có nhận được cái sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành trong cái việc là phối hợp với chính quyền cơ sở là tổ chức các cái lớp tập huấn để nâng cao cái nhận thức cho các đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, các hộ cận nghèo. Đấy. Và đặc biệt nữa là có cái lớp chuyển giao về cái nghề, ví dụ như là sửa chữa máy nông nghiệp, hoặc là những cái nghề là chăn nuôi, hoặc là như là những cái nghề trồng trọt. Đấy. Và triển khai các cái mô hình rau sạch ở tại địa phương hoặc là chăn nuôi tập trung để mà các cái hộ gia đình này là có những cái cơ sở để triển khai thực hiện cái nội dung nâng cao cái thu nhập cho gia đình và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Giai đoạn 2016-2020, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng 135 công trình, tổng trị giá trên 56 tỷ đồng. Thực hiện các dự án nuôi trâu sinh sản với kinh phí trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ con giống, máy móc, cây giống, giúp 15.089 hộ vay vốn với số tiền 575 tỷ đồng. Nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác đã có 836 hộ được vay với tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng để chăn nuôi trồng trọt, làm nhà ở mới, sửa chữa nhà ở. Ngoài ra, huyện cũng tổ chức được 65 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. 33.392 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Giải quyết việc làm mới cho trên 24.000 lao động nông thôn. Cấp gần 153.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số. Trong những năm gần đây thì đối với xã Phú Lương thì tập trung vào phát triển kinh tế, đó là về cái hướng mũi nhọn là chủ lực là về chăn nuôi và trồng trọt. Thì trong cái hướng chăn nuôi thì xã Phú Lương tập trung vào cái hướng đó là chăn nuôi lợn và thực hiện các cái trang trại phát triển về chăn nuôi lợn giống, lợn thịt và các cái dòng lợn có hiệu quả kinh tế cao. Về chăn nuôi trâu bò thì chủ yếu là tập trung vào cái chăn nuôi theo hướng tập trung, đó là nuôi theo bán công nghiệp, vừa là nhân giống, vừa là nuôi theo hướng thịt. Trong những năm tới thì Phú Lương cũng đang thực hiện tiếp các cái chương trình đổi mới về các cái cây trồng, vật nuôi và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nhằm nâng cao cái hiệu quả kinh tế cho địa phương. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Sơn Dương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5%. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát hộ nghèo, đảm bảo chính xác số liệu, nắm chắc nguyên nhân chính dẫn đến thoát nghèo, quản lý chặt chẽ hộ nghèo, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, triển khai có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có nhà ở tạm, dột nát. Trong đó ưu tiên hộ chính sách nghèo, tích cực đẩy mạnh cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kết hợp vay vốn với hướng dẫn, định hướng giúp đỡ hộ nghèo, biết cách làm ăn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, quan tâm đến các hộ mới thoát nghèo và cận nghèo, tăng cường thực hiện dạy nghề gắn với tạo việc làm, nâng cao chất lượng người lao động, tăng cường công tác xuất khẩu lao động, giới thiệu những kinh nghiệm hay, mô hình giảm nghèo thành công của địa phương và của chính người nghèo để nhân diện rộng.